À, chúng ta cùng đi vào giải đáp câu hỏi số 3. Kỳ thi công chức ngân hàng nhà nước và câu hỏi số 1. Theo luật ngân hàng nhà nước Việt Nam hàng 10, chính sách tiền tệ quốc gia là gì? C. Đúng rồi, chọn là C. Với các quyết định là tầm quốc gia, đúng không? Và cũng quyết định mục tiêu ổn định đồng tiền, rồi thực hiện chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng công cụ biện pháp thực hiện tiêu đề ra. Đây là nhớ là đây của cái về tiền tệ tầm quốc gia nhá. Ta nhớ như cái câu hỏi số 2 là theo luật ngân hàng nhà nước năm 2010 đâu không phải nhiệm vụ quyền hạn của ngân hàng nhà nước. A. Rồi ta chọn là A, xây dựng chỉ tiêu lạm phát hàng năm trình Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện. Thì câu 2 ta chọn là A. Và số 3, theo luật ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010 thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về tiền tệ ngân hàng và khó khăn về tài chính, có nguy cơ mất an toàn hệ thống trong cuộc sống hệ thống ngân hàng. Thẩm quyền này thuộc về ai? C. Rồi chọn là C, tổng thống ngân hàng nhà nước là nhớ gắn với biện pháp xử lý đặc biệt với các tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng. Câu hỏi số 4, theo luật ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010, hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh cung ứng thường xuyên một số nhiệm vụ nào dưới đây? D. Chọn là D, chúng ta có 3 nghiệp vụ rất rõ, gọi là nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Câu hỏi số 5, theo luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010, phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ bao gồm? Người chọn là C, gồm xét này, đúng không? Thẻ thanh toán, rồi hối phiếu đòi nợ, rồi hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác. Thì câu 5 chọn là C. Câu hỏi số 6, theo luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010, các loại giấy tờ có giá bao gồm ngoại tệ gồm? Chúng ta thấy là trái phiếu chính phủ này, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác, đấy chính là các loại giấy tờ có giá ngoại tệ. Câu 6 là chọn A. Câu hỏi số 7, theo luật ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010, thẩm quyền quy định cơ chế tuyển dụng và chế độ đãi ngộ cán bộ công chức phù hợp với hoạt động nghiệp vụ đặc thù của ngân hàng nhà nước. Đúng rồi, ta chọn là D, thẩm quyền này thuộc về Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế tuyển dụng, chế độ đãi ngộ công chức. Câu hỏi số 8, theo luật ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010, thẩm quyền quyết định việc sử dụng công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia bao gồm việc tái cấp vốn này, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghĩa vụ thị trường mở và các công cụ biện pháp khác theo quy định của Chính phủ. Để thẩm quyền quyết định này thì nhớ gắn với ai? Ta chọn là B, thống đốc ngân hàng nhà nước. Để câu hỏi 8 tôi chọn là B. Câu hỏi số 9, theo luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 10, tái cấp vốn là gì? C. Ta chọn là C, đó là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán ở tổ chức tín dụng. Nhưng mà chúng ta nhớ như vấn A đúng không? Hình thức cấp tín dụng của ngân hàng như thiếu chữ nhà nước là sai rồi. Tương tự cái B, ngân hàng thương mại là không đúng rồi. Nhưng cái D thì cũng có ngân hàng nhà nước nhưng mà thấy cái mục đích của nó đúng không? Vốn dài hạn là không đúng mà nên là ngắn hạn thôi. Đấy, thì tại sao chọn là C là lý do như vậy? Câu hỏi số 10, theo luật tổ chức tín dụng 2010 và sửa đổi 17, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng thì ta thấy chọn phương án nào đây ạ? Thì chọn phải A đúng không? Với người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng phải cư trú tại Việt Nam, còn 10 là A. Câu hỏi số 11, theo luật tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi 17, chính phủ thành lập ngân hàng chính sách hoạt động như thế nào? Đây là lựa chọn là B, không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện các chính sách kinh tế xã hội của nhà nước. Câu hỏi số 12, theo luật tổ chức tín dụng 2010 và sửa đổi 2017, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lệ ngân hàng được cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép? Rồi lựa chọn là C, 180 ngày. Câu hỏi số 13, theo luật các tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi 2017, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lệ ngân hàng được cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép gắn với văn phòng đại diện của các tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác hoạt động ngân hàng? Ta chọn B. Chúng ta chọn là B, 60 ngày, các em nhé. Anh ta nhớ cái mẹo đây gắn với nước cấp giấy phép cho các tổ chức tín dụng đúng không? Thì 180 ngày. Thế còn ngân hàng nước cấp giấy phép hoặc là từ chối cấp phép cho văn phòng đại diện của các tổ chức tín dụng thì là 60 ngày. Câu hỏi số 14, theo luật các tổ chức tín dụng 2010 số 17, tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác hoạt động ngân hàng phải công bố như thế nào? Lựa chọn là B, công bố trên phương tiện thông tin của ngân hàng nhà nước và trên một tờ báo viết hàng ngày trong 3 số liên tiếp hoặc là báo điện tử của Việt Nam ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến khai trương hoạt động. Câu hỏi số 15, theo luật tổ chức tín dụng năm 2010 mà sửa đổi 2017 thì năm tài chính của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài bắt đầu và kết thúc khi nào? Lựa chọn A, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Câu hỏi số 16, theo luật tổ chức tín dụng 2010 và sửa đổi 2017, trong tháng bao nhiêu ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính
tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi ngân hàng nhà nước báo cáo hàng năm theo quy định của pháp luật. Rồi ta chọn là B, 90 ngày. Câu hỏi số 17, theo luật các tổ chức tín dụng 2010 số 17, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của các tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng phải gửi báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác hoạt động ngân hàng cho ngân hàng nhà nước thì mốc thời gian bao nhiêu? D 180 ngày, nó gấp đôi, chúng ta thấy gắn với các cái tổ chức tín dụng đúng không? Chi nhánh nước ngoài, còn đây nhớ cái mẹ còn liên doanh 100% nước ngoài thì là gấp đôi lên là 180 ngày nhé. Đấy, nhớ cái mẹ như vậy. Câu hỏi số 18, theo luật các tổ chức tín dụng 2010 và 2017, trong thời gian ngày kết thúc kể thời điểm kết thúc năm tài chính, người ở ngoài cái báo cáo và tài liệu theo quy định pháp luật đấy, công ty kiểm soát phải lập và gửi cho ngân hàng nước báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Chúng ta nhớ chọn là B, 120 ngày. Tiếp theo, câu hỏi 19, theo luật các tổ chức tín dụng 2010 và số 2017, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể ngày kết thúc năm tài chính, công ty kiểm soát phải lập gửi ngân hàng nước báo cáo tổng hợp giao dịch mua bán và giao dịch khác giữa công ty kiểm soát với công ty con, công ty liên kết và công ty kiểm soát. Đây chọn A, 90 ngày, chính xác rồi. Câu hỏi số 20, trong theo luật các tổ chức tín dụng 2010 và số 2017, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải công khai các báo cáo tài chính theo quy định pháp luật? Người chọn là B, 120 ngày, gắn từ công khai các báo cáo tài chính nhé. Chúng ta đi tiếp câu hỏi số 21, theo điều 49 của luật cán bộ công chức 2008, quyền lợi của công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng là gì? Người ta chọn là A, quyền hưởng nguyên lương và phụ cấp. Câu hỏi số 22, đâu không phải là nguyên tắc trong hành công vụ quy định của luật cán bộ công chức? Ngồi tận tụy huấn dân, chúng ta nhớ là trong thành công vụ thầy đã dạy em cái mẹo rồi, rất là rõ, thấy là liên quan đến công thức là 3B cộng TC đúng không? Đấy mà chúng ta thấy ở đây cái T của chúng ta chỉ là tuân thủ hiến pháp luật thôi chứ không có T tận tụy đúng không? Đấy, B chúng ta là bảo vệ nhà nước này, rồi bảo đảm tính hệ thống này, rồi bảo đảm tính thứ bậc hành chính này. Đấy, T là tuân thủ hiến pháp, còn C là không thanh bạch, thì như vậy rõ ràng phương án ta loại ra đây rồi, đó là phương án D. Câu hỏi số 23, đó thì tuân thủ hiến pháp pháp luật quy định trong luật các công chức thì là một trong nguyên tắc nào đây ạ? Người C, nguyên tắc hành vụ với công thức là gì? 3B cộng TC đấy đúng không? Đây chính là cái T đấy, đúng không ạ? 23 ta chọn là C. Câu hỏi số 24, bảo đảm cho lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý nhà nước quy định trong luật các công chức là một trong những nguyên tắc nào đây? Đúng rồi, nguyên tắc quản lý công chức quy định ở điều 5 nó thấy rồi, với công thức là 2T cộng BKV đúng không? Đây chính là cái B đấy đúng không? 2T này thực hiện nguyên tắc của dân chủ, T thì bình giới, còn B nằm trong hỏi này là bảo đảm cho lãnh đạo của Đảng này, còn K chính là kết hợp cho tiêu chuẩn chức danh, còn V chính là gì? Việc sử dụng đánh giá số chất lượng cán bộ công chức là thấy rõ. Thì 24 nó chọn là C. Câu hỏi số 25, theo luật công chức 2008, nội dung nó không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ công chức. Đúng rồi, A là bảo vệ lợi ích đúng không? Của nhà nước, quyền lợi pháp của công dân, thì chúng ta thấy là đây không phải là nguyên tắc cán bộ công chức, chúng ta thấy là cái B của trong đó nguyên tắc cán bộ công chức là bảo đảm lãnh đạo của Đảng đúng không? Đấy. Thế còn cái bảo đảm lợi ích này của nhà nước này thì chúng ta thấy nó là nguyên tắc thi hành công vụ em nhá. Đấy, chúng ta thấy chọn phương án A là chính xác, còn B, C, D thì đúng là nguyên tắc quản lý cán bộ công chức rồi. Câu hỏi 6 thôi, cán bộ công chức 2008, từ chức thì được định nghĩa như là từ chức đúng không ạ? Chúng ta thấy đối tượng, chúng ta hiểu đây là đối tượng từ chức ở đây chính là dành cho cán bộ công chức lãnh đạo quản lý đúng không? Đấy, người ta đối chiếu như vậy đã thì thấy là như cái A nó chỉ có cán bộ công chức thôi chứ không trừ lãnh đạo quản lý. Cái B công chức lãnh đạo quản lý đúng không? Ta để lại đã thì chúng ta thấy là có từ tiếp khóa tiếp theo từ đề nghị đúng không? Đấy, từ khóa là đề nghị được thôi giữ chức vụ thì cái B nó sai thiếu từ đề nghị. Thế còn cái C thì chúng ta thấy rồi nó thiếu rất nhiều, nó thiếu công chức lãnh đạo quản lý đúng không? Và đề nghị nữa. Thì rõ ràng tôi chọn là D là lý do như vậy. Câu hỏi số 27, theo luật các công chức 2008, nội dung là thấy bảo vệ bí mật nhà nước được quy định trong những vụ nào sau đây của cán bộ công chức bảo vệ bí mật nhà nước? Thì chắn tôi chọn là B, nó nghĩa vụ trong thi hành công vụ đã học là quy định rất là rõ nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thi hành công vụ đúng không? Ta thấy có 6 nghĩa vụ đấy. Một là thực hiện đúng đầy đủ chịu trách nhiệm kết quả thực hiện nhiệm vụ hạn, hai có ý thức tổ chức kỷ luật đúng không? Rồi bảo vệ bí mật nhà nước chính là nằm trong cái nghĩa vụ thứ hai của cán bộ công chức công vụ, rồi chủ động phối hợp chặt chẽ trong ngành công vụ, rồi đoàn kết, rồi bảo vệ quản lý sự hiệu quả tài sản
của nhà nước giao, rồi chấp hành quyết định cấp trên, rồi các nghĩa vụ khác. Đây là 6 nghĩa vụ của trong thành công vụ, công vụ của cán bộ chức thành công vụ, thì đây là một trong 6 nhá. Bảo vệ mặt nhà nước 7 là chọn là B. Câu hỏi số 28. Theo luật công chức 2008, nội dung sau đây không phải là nghĩa vụ công chức trong thi hành công vụ, như có thể là trao đổi 6 nghĩa vụ của cán bộ chức thành công vụ đấy, thì chọn phương án là gì đấy ạ? D. D, vì nó sai hay sao? Nội dung họ đưa ra bảo vệ quản lý sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản doanh nghiệp giao cho, mà đúng của nó là gì? Bảo vệ quản lý sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản nhà nước được giao, em nhá. Đấy, nó sai chỗ đó, sai chỗ doanh nghiệp này, đúng không? Chúng ta nhớ 28 nó cho D. Còn A, B, C thì đúng là những nội dung của nghĩa vụ công chức trong công vụ rồi. Câu hỏi số 29, căn cứ vào công chức 2008 xác định nghĩa vụ riêng, em nhớ, của cán bộ công chức là người đứng đầu, thì chúng ta chọn là gì ạ? Chọn là B. Ta thấy từ kiểm tra đôn đốc thì nghĩa vụ riêng của cán bộ công chức được quy định tại điều 10 đấy, ta thấy họ có 6 nghĩa vụ. Một là chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, hai kiểm tra đôn đốc hướng dẫn chính làm trong câu hỏi này, đúng không? Rồi tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng quan liêu đấy, rồi tổ chức quy định về pháp luật về dân chủ cơ sở, rồi giải quyết kịp thời đúng pháp luật hoặc theo thẩm quyền, rồi các nghĩa vụ khác. Đấy là 6 nghĩa vụ riêng của cán bộ công chức là người đứng đầu. Đấy, thì câu hỏi này ta thấy từ kiểm tra đôn đốc đây rồi, đúng không? Thấy rất là rõ. Thế còn chúng ta thấy những cái A, cái C, cái D này thì đó là nghĩa vụ của các công chức trong thành công vụ, em nhá. Đấy là hoặc nghĩa vụ riêng của chế B không. Câu hỏi số 30, theo luật công chức 2008, nội dung là sau đây không thuộc quyền của các công chức được bảo là điều kiện thi hành công vụ. Đó là C, được tăng lương trước thời hạn. Thế còn như thấy là A, B, D thì đúng là nghĩa là cái quyền của trong thi hành công vụ rồi. Là thấy quyền công chức trong thành công vụ là thấy nó có 5 quyền. Một là được giao quyền tương xứng này với nhiệm vụ, hai được bảo trao thiết bị này, ba được cung cấp thông tin liên quan này, bốn được đào tạo bồi dưỡng, đúng không? Năm là được pháp luật bảo vệ trong công vụ này. Thấy rõ ràng là đang hỏi không phải, đúng không? Thì được tăng lương hạn là không nằm trong cái nội dung này. 30 chọn là C. Câu hỏi số 31, theo luật công chức quy định một số quyền và công chức về tiền lương và chỗ liên quan tiền lương, thì chúng ta thấy chọn phương án nào các em? Là chọn A. Đấy, được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, các phí và chỗ khác theo quy định pháp luật, thì trong luật đã được quy định rất rõ trong điều 12 đấy, đúng không? Đó thì nó nằm trong khoản 2 của điều 12. Ngoài ra còn có cái việc mà được đảm bảo tiền lương tương xứng với nhiệm vụ quyền hạn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, em nhớ nhé. Đó. Câu hỏi số 31 là lựa chọn A. Câu hỏi số 32, cái nội dung sử dụng tài sản của nhà nước và của nhân dân trái pháp luật được quy định trong luật công chức được thuộc nội dung nào? Đó. Lựa chọn là C. Đấy là những việc các công chức liên quan đến không được làm đến dính đạo đức công vụ, em nhá. Đấy, chúng ta nhớ là nhớ những việc các công chức làm đạo đức công vụ quy định điều 18 ấy, nó có 4 việc: một là trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, bất đoàn kết ý bỏ việc, và sử dụng tài sản của nhà nước và của nhân dân trái pháp luật, chính là trong nội dung câu hỏi này đây. Rồi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn và sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi, rồi phân biệt đối xử dân tộc nam nữ thành phần tín ngưỡng tôn giáo, em nhé. Đây ta nhớ rất là rõ điều 18 thì câu 32 là chọn là C. Câu hỏi số 3, theo luật công chức 2008, một trong những nguyên tắc trong thành công vụ đấy, thành công vụ em nhớ là gì? 3B cùng TC, đúng không? B của chúng ta là B gì? Chúng ta cần nhớ về cái phần lúc nãy chúng ta đã học, đúng không? B thứ nhất là B bảo vệ lợi ích nhà nước, B thứ hai bản tính hệ thống thống nhất, B thứ ba bản tính thứ bậc hành chính, còn T chính là tuân thủ hiến pháp, còn C là công khai bạch. Thì đối chiếu như vậy chúng ta thấy là chúng ta không có từ bảo đảm cấp dưới này, không bảo đảm mối quan hệ này, không bảo đảm chặt chẽ, mà chúng ta chỉ có bảo đảm tính hệ thống này, đúng không, tính thứ bậc này, đúng không, rồi gì bảo vệ lợi ích của nhà nước đấy. Ta nhớ từ khóa như vậy ra loại ngay như vậy, chỉ phương án B thôi, ta ba là B là lý do như vậy, đúng không? Đấy, 4B thì ta chỉ chọn được 1B thôi, đúng không? Em hiểu chưa ạ? Thì rất là dễ luôn, đúng không ạ? Câu hỏi số 34 là theo luật cán bộ công chức 2008, cán bộ có đặc điểm nào sau đây? Bây giờ tôi thấy là cán bộ này là công dân Việt Nam được bầu cử phê chuẩn bổ nhiệm với chức vụ chức danh, em nhá. Nhưng còn được tuyển dụng thì chúng ta thấy bổ nhiệm là gắn với công chức rồi, theo ngạch là gắn công chức rồi nhá. Câu hỏi số 35, theo luật công chức 2008 thì đâu là nguyên tắc thứ tư về quản lý cán bộ công chức? Ta chọn là C. Đấy, việc sử dụng đánh giá xếp loại chất lượng các công chức, đấy, ta thấy được trong sửa đổi. Chúng ta thấy rất là rõ nguyên tắc thứ nhất là bảo đảm chính đảng của đảng, nguyên tắc thứ liên quan đến cái về nguyên tắc của đảng, thứ hai là kết hợp tiêu chuẩn chức danh, ba nguyên tắc tập trung dân chủ, bốn là chính là nội dung này đấy, là việc sử dụng đánh giá trước 2008 là phân loại, nhưng bây giờ là xếp loại chất lượng cán bộ công chức, và nguyên tắc thứ năm là thực hiện bình đẳng giới. Đấy, ta nhớ như vậy. Thì câu hỏi số 35 chọn là C. Câu hỏi số 36, theo luật công chức 2008 phương án nào sau đây không đúng với nguyên tắc quản lý cán bộ công chức? C. Đây chọn là C. Ta thấy có từ khóa rồi của chúng ta, phải xây dựng kế hoạch
tao có muối 2T cộng BKV rồi đúng không? Thì ta thấy đây P phở cơ mà, thì là loại luôn rồi. Thì 36 là C. Câu hỏi số 37, theo đó công chức 2008, đâu là nguyên tắc quản lý cán bộ công chức? Ta thấy nhìn ra luôn rồi đúng không? T đây chính là thực hiện nguyên tắc của chung dân chủ đây rồi nhá. Ta chọn là phương án là C. Câu hỏi số 38, theo đó công chức 2019, cơ quan nào quy định chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng do cơ quan quy định cụ thể? Thì thầy nói rồi, cơ quan là quy định chính sách, quy định cụ thể, quy định lộ trình đấy, thì nó chọn quy định chi tiết, thì chọn phương án nào vậy ạ? C. Gọi là C, là B, chính phủ chứ, đúng không? Đấy, là quy định chính sách này, quy định chi tiết, quy định lộ trình, quy định cụ thể này, đúng không? Thì chọn là B nhá. Câu hỏi 39, theo là công chức 2008, cán bộ công chức không có nghĩa vụ nào dưới đây khi được thi công vụ? C. Đúng rồi, ta chọn là C, tích cực đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Và 40, theo đó công chức 2008, nội dung là sau đây không nằm trong quy định nguyên tắc tuyển dụng công chức. C. Đúng rồi, ta thấy có 4 nguyên tắc tuyển dụng như thầy nói là 2B cộng TU ấy, đúng không? Thì B bảo đảm công khai minh bạch, bảo đảm cạnh tranh. T chính là tuyển chọn đúng người, còn U là ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người công cách mạng, thiểu số. Thì lọt lại ông C này không phải rồi, bảo đảm lựa chọn công chức này, đúng không? Là không đúng rồi. Câu hỏi 41, theo luật các công chức sửa đổi 2019, công chức không giữ chức này quản lý vi phạm luật các công chức và quy định khác của pháp luật, tùy theo tính chất mức độ thì phải chịu hình thức kỷ luật nào đây? D. Người là D, thấy với công chức không lãnh đạo quản lý thì không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thì có 4 đúng không? Một là gì, khiển trách, hai là cảnh cáo, ba là hạ bổng lương và bốn công việc. Và hình thức hạ bổng lương là chỉ dành cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Vì họ có chức đâu mà có hình thức giáng chức với cách chức được, đúng không? Câu hỏi số 42. Các loại công chức sửa đổi 2019 hình thức kỷ luật nào sau đây chỉ áp dụng với công chức không quản lý thì phải vừa nhắc rồi, đúng không ạ? Tôi chọn là B, hạ bổng lương. Đây là hình thức chỉ dành cho đối với công chức không quản lý. Câu hỏi số 43. Các loại công chức sửa đổi 2019, công chức bị tòa án kết án phạt tù hoặc bị kết án về tội tham nhũng, đúng không ạ? Mà không được án treo thì đương nhiên. Tôi chọn là B, đấy gắn với tham nhũng, phạt tù là bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án quyết định có hiệu lực pháp luật. Câu hỏi số 44. Theo luật công chức 2019, công chức sẽ đương nhiên bị buộc thôi việc từ ngày bản án quyết định có hiệu lực pháp luật khi nào? Đúng. Đây chọn là B, mới là đúng, là bị tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo, em nhá. Hoặc ta đấy từ đây có từ hoặc bị kết án về phạm tội tham nhũng, em nhá. Chứ không phải như kia là bị truy cứu trách nhiệm hình sự đâu, nhá. Thừa cái phần đó, ta nhớ chọn là C, mới là phương án đúng. Câu hỏi 45. Theo luật công chức sửa đổi 2019, công chức lãnh đạo quản lý phạm tội thì bị tòa án kết án và bản án quyết định có hiệu lực thì đúng rồi, A đương nhiên thôi, như chức vụ được bổ nhiệm 4 năm là A. Câu hỏi số 46, theo định 123/2016, đâu là vị trí chức năng của bộ? Đúng rồi, tôi nhớ chức năng của bộ là cơ quan của chính phủ thực hiện chức năng quản nhà nước, đúng không? Ngành lĩnh vực. Câu hỏi số 47, theo nghị định 123/2016, dự định nào sau đây là đúng? Nó chọn là B, khi bộ trưởng vắng mặt thì một thứ trưởng được bộ trưởng ủy nhiệm thay bộ trưởng điều hành giải công việc. Còn cái A thì chúng ta thấy là lưu ý là chức danh thứ trưởng thường trực là không đúng. Hoặc là cái C thì chúng ta thấy là từ giao là không đúng, mà đây là từ ủy nhiệm. Thế còn cái D thì chúng ta thấy là liên quan đến cái nội dung về phần từ khi bộ trưởng vắng mặt, một thứ trưởng được bộ trưởng ủy nhiệm thay bộ trưởng giải quyết công việc thì thiếu từ điều hành nhé. Nó phải có từ là thứ trưởng thôi, đúng không? Và nhớ từ ủy nhiệm và từ điều hành giải quyết. 47 tôi chọn là B vậy. 48 đâu là nguyên tắc tổ chức hoạt động thứ hai của bộ? B. Được là B, đúng không ạ? Nguyên tắc thứ nhất phân định chức năng rồi, tôi thấy rất là rõ. Ở đây chúng ta chọn là thầy là phương án B nhá. Câu hỏi số 49. Theo định 123/2016 đâu nhiệm vụ quyền hạn của bộ về pháp luật? A. A phải từ thông tư và bản khác chính là về pháp luật rồi, đúng không ạ? Thì 49 là A. Câu hỏi 50, theo quy định 1/1/120 sửa đổi cho quy định 1/23/16 ấy, thì vụ thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu công tác quản trị nội bộ được thành lập khi khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ bao nhiêu biên chế công chức trở lên? Người B thì nhớ là 10 năm biên chế công chức trở lên. Câu hỏi số 51, theo định 1/1/120 của chính phủ sửa đổi cho quy định 1/23/16 ấy, thì phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí nào sau đây? Đây. Về chọn là B, đúng không? Nhớ gắn từ khóa về tham mưu quản nhà nước này. Rồi chức năng về công tác quản trị nội bộ, mà khối lượng công việc ta nhớ là ở đây gắn 5 biên chế công chức trở lên nhá, thì 51 là chọn là B. Câu hỏi số 52, giả định là sau đây là đúng. C. Rồi ta nhớ là thanh tra quan dấu tài khoản riêng được thành lập các phòng nghiệp vụ theo định pháp luật. Câu hỏi số 53, theo quy định 1/1/120 sửa đổi cho quy định 1/23/16 của chính phủ
với các cục, trừ cục đại đại phương, thì chúng ta thấy thanh tra văn phòng thuộc tổng cục có dưới 4 tổ chức được bố trí bao nhiêu cấp phó? Chúng ta nhớ A, không quá 2 cấp phó. Ta đi vào câu hỏi 54, theo mục tiêu cụ thể của quyết định số 986 của Thủ tướng Chính phủ thì phấn đấu đến cuối năm 2020 tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các ngân hàng thương mại lên khoảng bao nhiêu phần trăm? C. Thì nhớ là C, là từ khoảng 12 đến 13%. Câu hỏi số 55, theo mục tiêu cụ thể của quyết định số 986 của Thủ tướng Chính phủ thì phấn đấu đến cuối năm nào sẽ hoàn thành mục tiêu niêm yết cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nâng mức pháp định đối với quỹ tín dụng nhân dân? Trở lại A, đến năm 2020. Câu hỏi 56, theo mục tiêu cụ thể của quyết định số 986 của Thủ tướng Chính phủ thì phấn đấu đến cuối năm 2020 đưa tiền nợ xấu nội bảng của tổ tín dụng là xấu đã bán cho VAMC và đã thực hiện các biện pháp phân loại nó xuống bao nhiêu phần trăm, không bao gồm ngân hàng thương mại yếu kém đã được Chính phủ phê duyệt phương án xử lý, cái này tỷ lệ bao nhiêu phần trăm nhỉ? C là những 3%. Câu hỏi số 57, theo mục tiêu cụ thể của quyết định số 986 của Thủ tướng Chính phủ thì phấn đấu đến cuối năm bao nhiêu sẽ có ít nhất từ 2-3 ngân hàng thương mại nằm top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á, và 3-5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán nước ngoài? Cho là D, 525. Câu hỏi số 58, theo quy định số 16/17, đơn vị nào dưới đây là đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của ngân hàng nhà nước? D. Cho là D rồi, là nhớ từ viện, từ trung tâm, tạp chí, trường, viện, đúng không ạ? Gắn đơn vị sự nghiệp, đúng không ạ? Thì nhớ 58 là D. Câu hỏi số 59, theo quy định số 16/17, thống đốc ngân hàng nhà nước trình cấp có thẩm quyền nào ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng? Ta chọn là C, trình Thủ tướng Chính phủ, các em nhé, 59 là C. Câu hỏi số 60, theo quy định 16/2017 thì chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ta chọn cái nào đây ạ? D. D, đầy đủ, từ chức năng quản lý nước về tiền tệ hoạt động ngân hàng ngoại hối, và chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, Ngân hàng Tổ chức tín dụng cũng như tiền tệ, rồi quản lý nhà nước, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước, thì 60 ta chọn là D. Thì ta hoàn thành bộ đề số 3, đúng không ạ? 60 câu hỏi của chỉ thi công chức ngân hàng nhà nước, thì xem kiểm tra xem ta đối soát được bao nhiêu câu hỏi trên 60. Rồi, 57 trên 60.